Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn kính xem bản tin lính tình nguyện Mỹ gốc Việt trở về từ Ukraine, thật quá khủng khiếp. Sau khi dành 13 giờ hành quân vào phần đất của quân Nga vừa chiếm để tìm thi thể của một người lính Georgia đã thiệt mạng gần Irpin, Ukraine, cựu binh lục quân Hoa Kỳ Hiếu Lê biết phần tham gia vào cuộc chiến này của anh đã kết thúc. Đây là hình ảnh anh Hiếu Lê tại Ukraine, hình trên Facebook của Hiếu Lê. Đó cũng là sứ mạng cuối cùng của Hiếu Lê, anh đã xin ra khỏi quân đoàn tình nguyện quốc tế của Ukraine. Nhóm những chiến binh cạnh tôi rất ủng hộ vì họ thấy tôi bị ảnh hưởng sâu sắc như thế nào khi hành trình mang thi thể của binh sĩ ấy trở về. Hiếu Lê tâm sự với tờ TASS về một thể chất tôi thấy ổn, nhưng tôi cảm thấy mình như có những vết thương vô hình trong tâm hồn, Hiếu nói. Anh Hiếu từng là lính thiết giáp M1 từ năm 2010 đến năm 2017. Trong thời gian tại ngũ, anh được triển khai đến Afghanistan trong năm 2012. Trước đó, khi được báo TASS phỏng vấn về cuộc sống sót sau một chiến tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga và căn cứ huấn luyện của mình, anh yêu cầu không nhắc tên mình. Nhưng sau đó, Hiếu Lê đã thay đổi ý định và cung cấp cả hình ảnh. Vào một ngày thứ Hai, 21 tháng 3, Hiếu Lê được đưa đến miền Tây của Ukraine cùng với các đồng đội bị thương và tình nguyện viên quốc tế đã xin rời khỏi vị trí tình nguyện như anh. Hiếu rời khỏi một cuộc chiến mà anh thấy chỉ mới tham gia gần 2 tuần trước. Anh nói, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi phải rời sớm như vậy khi chỉ vừa đến nơi. Nhưng bạn đã bao giờ thấy điều gì khủng khiếp và đau lòng đến mức mà bạn không thể nào tiếp tục được nữa hay chưa? Đối với tôi, điều để giải thích là như vậy, Hiếu nói. Đây là hình ảnh tên lửa hành trình của Nga sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Sự ra đi của Hiếu Lê đúng vào lúc đang có những cải cách trong quân đội quân đoàn quốc tế vốn được thành lập nằm dưới sự cho phép của người nước ngoài chiến đấu cùng chiến tuyến với Ukraine chống lại quân Nga. Nhưng phóng viên Andrei của tờ báo TASS có được nguồn tin riêng cho biết rằng Ukraine đã loại bớt những thành viên ghi danh tình nguyện, nhưng họ lại chưa trải qua thực tế chiến tranh và cũng không có khả năng ra mặt trận. Hiện tại, quân đội Ukraine cũng đang tính toán về cách tuyển dụng người nước ngoài, ưu tiên cho các cựu chiến binh được đào tạo chuyên sâu, chẳng hạn như lính bắn tỉa, một sĩ quan Ukraine nói với TASS với điều kiện giấu tên như vậy. Rõ ràng là quá trình kiểm tra đối với quân đoàn quốc tế còn vội vã. Hiếu Lê cho biết, anh đã nổi giận với những tình nguyện viên nói dối về khả năng trên chiến trường và cấp bậc của mình. Chẳng hạn như từng là quân nhân nhân viên điều phối chiến dịch đặc biệt, nhưng họ thiếu tính kỷ luật hoặc không có chút tính chuyên nghiệp nào. Đây là hình ảnh lính tình nguyện quốc tế đến Ukraine chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược. Anh Hiếu viết trên trang Facebook của mình như sau. Những người như vậy cả ngày xài các chất kích thích, không ai biết được những loại ma túy mà họ đã buôn lậu vào vùng chiến sự. Về cơ bản, họ làm bất cứ điều gì họ muốn và các sĩ quan quân đội Ukraine đành ngó lơ hoặc bất lực để ngăn chặn điều đó. Hiếu Lê đến Ukraine hồi đầu tháng 3 với ước muốn được sống như lý tưởng của mình bằng cách giúp một tay cho những người Ukraine. Thế rồi, trong nhiệm vụ đi lấy lại thi thể của đồng đội đã ngã xuống là trải nghiệm quân sự khó khăn nhất mà anh phải đối mặt. Sau đó, anh viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Chính nhiệm vụ đó đã làm tôi sụp đổ. Nhóm của Hiếu Lê đã vác đầy mìn chống tăng và tên lửa chống thiết giáp, đi bộ một chặng đường dài 8 km để đến vị trí chiến đấu cuối cùng của người lính Georgia. Hiếu kể lại trên trang Facebook, và trên đường đi họ gặp phải những người có vẻ là lính Nga, và những người lính Nga này có vẻ không muốn chiến đấu. Họ hô to vinh quang cho Ukraine để ra hiệu, vì vậy hai bên đã vượt qua nhau mà không hề xảy ra sự cố nào. Đây là hình ảnh vũ khí chống tăng của các nước thuộc khối NATO viện trợ cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Họ tìm thấy thi thể của người lính và Hiếu Lê đã viết tên, số hộ chiếu và ngày chết của người đàn ông này lên một mảnh bìa cứng rồi đặt cùng với thi thể. Sau đó họ phải kéo thi thể trở lại theo các tuyến đường mà không có quân Nga. Hiếu Lê viết trên trang Facebook rằng, máu của anh ấy dính trên đồng phục của tôi trong khi giữa chúng tôi là lặng thinh, như cảm giác không thể giải thích được. Khi chúng tôi lên đồi đến đầu cầu, xe cứu thương gặp chúng tôi và chúng tôi cho anh ta vào một chiếc túi đựng xác và đứng và chào chiếc xe cứu thương khi nó đi khuất, Hiếu Lê nói. Khi nhiệm vụ kết thúc, anh khóc suốt 10 phút mới lấy lại được bình tĩnh.
và anh nhận ra rằng phần tham dự của mình ở Ukraine đã kết thúc. Trong thời gian ở Ukraine, tôi đã sống sót qua các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình, pháo kích liên tục, di chuyển của lãnh thổ thù địch, lạnh đến thấu xương, bệnh tật, đói và nỗi thấu khổ khi nhìn thấy chết chóc của chiến tranh. Hiếu Lê viết trên trang Facebook của mình: "Tôi mệt mỏi tận xương, tôi không chắc mình sẽ còn ở lại Ukraine bao lâu nữa, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã làm đủ vai trò của mình và hài lòng vì điều đó." Tới ngày 22 tháng 3, anh Hiếu Lê chính thức rời khỏi quân đoàn tình nguyện và đi về qua ngõ Ba Lan. Kính mời các bạn xem bản tin "Những con chó săn máu của Kadyrov chỉ là một trò lừa bịp". Họ được coi là những chiến binh cứng rắn, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Quân của Razam Kadyrov, 45 tuổi, bạo chúa tại Chechnya, là bạn của ông Putin. Hàng ngày, thủ lĩnh của Chechnya đều đăng tải các video về Kadyrov Tis của mình và đe dọa tiêu diệt hoàn toàn binh lính Ukraine. Đây là hình ảnh bài báo về đội quân chó săn máu của Kadyrov, bạn thân của ông Putin. Nếu người ta tin Kadyrov thì những người lính được đào tạo bài bản có vẻ ngoài dữ tợn của ông ta đến chiến đấu trong những trận chiến khó khăn nhất và chỉ phàn nàn rằng họ không được phép hành động tàn bạo hơn nữa. Nhưng chuyên gia quân sự Ruslan, người Nga, Levit, người điều tra hoạt động chuyển quân của Nga ở Syria và Ukraine cho tổ chức đội tình báo xung đột, nói với báo chí về các chiến binh của Kadyrov như sau: "Mọi thứ cho thấy chúng hoàn toàn vô dụng trong vai trò của một lực lượng chiến đấu. Họ không được đào tạo hoặc chuẩn bị phù hợp. Họ không thể tiến hành chiến tranh. Tất cả những gì họ có thể làm là tra tấn tù nhân, bắt cóc người, giết những người không có vũ khí." Đây là hình ảnh Kadyrov và ông Putin là hai người bạn bè thân nhau. Đây thực sự là hai kẻ độc tài khát máu. Vậy những con chó săn máu của Kadyrov có phải chỉ là một trò lừa bịp hay không? Chuyên gia quân sự nhận xét rằng, đúng vậy, Levy đã nói với báo chí tiếp như sau: "Những người lính của Kadyrov ở Ukraine từ những ngày đầu tiên, tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, chúng tôi chưa thấy một trận chiến nào mà họ tham gia. Kể từ ngày đầu tiên, họ đã ở hậu phương, quay video và tìm cách đe dọa Zelensky, binh lính Ukraine hoặc những người theo chủ nghĩa dân tộc." Chuyên gia cho biết thêm, một số video thậm chí còn được dàn dựng. Một lần, các chiến binh của Kadyrov đến một căn cứ quân sự trống rỗng ở gần Kiev. Không phải chiến đấu với ai, nhưng họ giương cờ Chechnya và tuyên bố rằng họ đã chiếm được một căn cứ. Một trò lừa bịp trắng trợn. Đây là hình ảnh phương tiện chiến tranh của Nga bị bắn cháy và vứt bỏ khắp nơi tại Ukraine. Những chiến binh của Kadyrov hoàn toàn vô dụng với tư cách là người lính. Hơn thế nữa, khi các chuyên gia nhận ra rằng binh lính của Kadyrov không chiến đấu và hoàn toàn vô dụng với tư cách người lính, họ thậm chí còn công bố nhiều video hơn nữa về các điều được cho là cuộc chiến. Nhưng không bao giờ rõ họ đang bắn ở đâu và họ đang bắn vào ai. Người ta không bao giờ nhìn thấy đối thủ ở gần. Bạn sẽ không thấy kẻ thù trong bất cứ video nào do chính Razam Kadyrov đăng tải lên. Ở một trong những video nổi tiếng nhất của mình, binh lính của Kadyrov bắn phá một tòa nhà cao tầng ở Mariupol. Nhưng Levy nói rằng, ở cuối video họ giơ một huy hiệu của tiểu đoàn Azov trước máy quay. Rõ ràng toàn bộ đối thủ duy nhất chỉ là chiếc huy hiệu này. Bởi vì những người theo chủ nghĩa dân tộc được cho là đã ở trong tòa nhà cao tầng, nhưng họ không trưng bày vũ khí của những kẻ được cho là theo chủ nghĩa dân tộc cũng như những xác chết của họ. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị chặn đánh khắp nơi tại Ukraine. Đối với Levy và đồng đội thì rõ ràng những người lính Kadyrov vẫn tiếp tục không tham gia vào cuộc đấu tranh này và chiến tranh. Họ chỉ tiếp tục được tránh rủi ro. Họ tiếp tục tìm cách tạo ấn tượng rằng họ là những người lính dữ dằn, trong khi họ không phải là như vậy. Ngay cả trong các cuộc video quay bằng cảnh họ bắn súng, rõ ràng họ không có kinh nghiệm chiến đấu. Họ mắc những sai lầm thô thiển nhất khi liên quan đến việc ai đứng sau ai, ai đang yểm trợ ai. Theo Levy, các chiến binh Chechnya trước hết chỉ phục vụ một mục đích là chiến tranh tâm lý. Chuyên gia này nhận định tiếp như sau: những người lính của Kadyrov trông thật đáng sợ, ai cũng sợ họ.
Điều này gây áp lực cả lên quân đội Nga và kẻ thù, bởi vì nhiều binh sĩ Nga nói rằng họ không thể đào ngũ vì nếu không sẽ bị bắn chết. Để duy trì huyền thoại này, những video này đã được phát hành. Đó chính là bộ máy tuyên truyền của Nga.